Rồi, xin chào các anh em yêu quý của đồng hồ The Watch nhá. Xin chào các G-Shock fan. Vâng, hôm nay đồng hồ The Watch của chúng tôi lại lên sóng để review với anh em 5 mẫu đồng hồ G-Shock. Phải nói là nó rất là trẻ trung và cũng rất là màu mè ở đây. Để giới thiệu với anh em, xem anh em ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu ngay, em nói anh em nhé. Và cũng nói luôn tất cả các anh em, 5 mẫu đồng hồ này chúng tôi đều siêu 20% cho anh em. Vâng, 20% anh em nhé. Đồng hồ G-Shock thì anh em cũng biết rồi, ít chi được siêu lớn lắm anh em ạ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh em. Rồi, đến với mẫu đồng hồ đầu tiên. Trước màn hình anh em nhìn thấy đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế là dây vỏ là màu cam này. Đấy, màu cam đấy anh em nhé, rất là đẹp luôn, rất là sang chảnh luôn này. Đấy, mã của mẫu đồng hồ này đây, mã của mẫu đồng hồ này là G8900 1DG, giá là có 3.184.000 thôi. Anh em mua online chúng tôi sale anh em 20% thì chắc là giá nó còn khoảng tầm 2.600.000, 2.700.000 gì đó thôi anh em nhé. Vâng, và đây cũng là cái tem bảo hành chính hãng cho anh em đây. Vâng, cũng trong nhiều video thì tôi cũng giới thiệu với anh em rồi. Đây, tem bảo hành chính hãng này. Đấy, khi anh em mình mua thì hãy cào cái lớp bạc này ra và vào cái link bảo hành .anh.watt này và chúng ta sẽ kích hoạt bảo hành cho em nó. Vâng, chế độ của mẫu đồng hồ này nói riêng và tất cả những mẫu đồng hồ G-Shock nói chung thì đều được bảo hành là 5 năm. Đấy, cho nên là anh em mua đồng hồ G-Shock lại The Watch chúng tôi thì anh em hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng về chế độ bảo hành em nhá. Rồi, mẫu đồng hồ này quá đẹp rồi, phải nói là cũng thiết kế rất là đẹp, rất là lạ mắt. Đó, chức năng thì gồm có giờ phút, giây đếm xuôi, đếm ngược, giờ thể thao các kiểu luôn đó, và giờ quốc tế, nó không thiếu gì. Đấy, có rất là nhiều các chức năng khác nhau ở trên mẫu đồng hồ này. Vâng, anh em xem thích mẫu đồng hồ này thì hãy mua ngay để đeo cho nó đẹp trai anh em nhé. Rồi, sang với mẫu đồng hồ thứ hai. Đây, trước mắt anh em cũng nhìn thấy đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế là gần như là combo màu đỏ hết. Đấy, màu đỏ, dây đục lỗ để thoáng mồ hôi này, rất là thoáng luôn. Dây được thiết kế hai màu đỏ đen khác nhau. Đây, tôi tháo cái sóng này ra. Đây, dây được thiết kế hai màu đỏ đen. Đây, mặt đáy của em nó này. Đấy, mặt đáy thì bao giờ cũng có tem chính hãng của anh Khuê Quát này. Và cái tem này được in tại nước Đức anh em nhé. Tem 7 màu in tại nước Đức luôn. Đây, tem chống giả này. Tem chống giả luôn. Và có các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này ở đây. Đây, mẫu đồng hồ này thì chống sốc, chống nước các kiểu. Thường là chống nước 200m luôn. Đây, anh em này, 200m thì anh em thoải mái mà bơi lội luôn này. Đấy, sốc reset này, mà tích reset thì này, 200m counter nước này, auto line này, giờ quốc tế này. Đấy, độ chính xác là 1/1000. Đấy, và có chiếc top watt này. Đấy, rất nhiều các chức năng khác nhau ở đây. Và mã của mẫu đồng hồ này đây là GA110LPA4ADG và giá là 5.158.000 và được sale 20% anh em nhé. Đấy, sale 20% thì còn có khoảng 4.100.000, 4.200.000 gì đó đây anh em ạ. Đấy, còn khoảng 4.100.000 gì đấy thôi. Từ 5 triệu mà giảm đi còn có 4.100.000 gì đấy. Một chiếc đồng hồ chính hãng bảo hành 5 năm cho anh chị em. Quá tuyệt vời rồi. Vâng, anh em nào thích nó nổi bật một chút. Đấy, thì đeo mẫu đồng hồ đỏ đen này tôi nghĩ là quá ok rồi. Nó rất là nổi tay luôn, khỏi phải nghĩ luôn. Rất là đẹp luôn anh em ạ. Rất là đẹp luôn. Mẫu đồng hồ này thì khỏi bàn rồi. Anh em nào thích nổi bật một chút thì tôi nghĩ là đeo mẫu đồng hồ này là ok rồi. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ ba trong buổi review hôm nay. Qua những mẫu đồng hồ loẹt loẹt thì bây giờ ta lại đến một mẫu đồng hồ nó rất là nhẹ nhàng. Thì đây nó là một cái mẫu đồng hồ là màu xanh quân đội này. Đó. Đây là những cái màu loẹt loẹt thì đây lại là cái màu nhã nhặn. Đấy, màu xanh quân đội dành cho anh em nào thích nó nhẹ nhàng thôi. Thì đây là một mẫu đồng hồ cũng nên mua rồi. Vâng, thì mẫu đồng hồ này thì có chức năng là Bluetooth anh em nhé, để kết nối với điện thoại của mình được. Đấy, và hai phần gối dây này đều là có cái đệm để đỡ cấn tay ở hai phần dây này. Đấy, rất là ôm tay luôn. Đây, đèn điếc các thứ đầy đủ luôn, có 2 đèn luôn anh em ạ. Này, 2 đèn luôn. Rồi, mã đồng hồ này nào, GBA800UC5ADR là giá là 4.220.000 và được sale 20% cho anh em. Đấy, tem bảo hành chính hãng nhá. Anh em ở đây là hàng nhái hàng giả tôi đền gấp 10 lần cho anh em luôn, không phải lo lắng gì cả. Còn chức năng của em đó thì nhiều chức năng lắm. Đây là rất là nhiều chức năng khác nhau này, sau khi chat này, Bluetooth này, Crypto Quad này, rất là nhiều các chức năng ở đây này. Đó, anh em đã mua về có thể là tự tìm hiểu thêm. G-Shock này nó là thương hiệu của Casio Nhật Bản thì anh em biết rồi, nó là nồi đồng cối đá rồi, cho nên là anh em mua về chỉ biết dùng là chính thôi. Đấy, chứ còn để mà nó hỏng được thì hơi khó luôn anh em ạ. Rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ tư trong buổi live hôm nay. Rồi anh em nào mà là tín đồ màu hồng này, thì đây là một mẫu đồng hồ màu hồng. Mẫu đồng hồ này tôi nói với anh em là rất là hiếm nhá, nó rất là hiếm luôn. Đấy, trước thì tôi nhập mãi mới được một mẫu đồng hồ này về như này. Ngày hôm nay thì bán cũng sale cho anh em 20% hết. Màu hồng rất là đẹp luôn. Đấy. Đây, mã của em nó này. Mã của em nó là G110DN4ADG. Giá là 4.442.000. Đó, anh em mua online thì chúng tôi cũng sale 20%. Thì giá em nó cũng còn khoảng tầm 3.200.000 gì đó thì anh em nhé. Quá rẻ cho một mẫu đồng hồ là màu hồng đáng yêu như thế này rồi. Đấy. Mẫu đồng hồ này thì anh em nào cá tính thích nó lãng mạn một chút thì tôi nghĩ là đeo mẫu đồng hồ này rất là ok. Nhiều khi anh em bảo là màu hồng đàn ông ai đeo, nhưng mà anh em nhìn thấy đấy, bây giờ người ta cũng chả phân biệt đâu anh em ạ. Thấy quần áo giày dép là anh em sử dụng màu hồng hơi bị nhiều đấy. Đấy, rất là nhiều luôn. Và đấy, cho nên là một mẫu đồng hồ màu hồng cam hồng thế này tôi nghĩ là cũng nên mua rồi, rất là ok đúng không ạ, rất là đẹp. Rồi anh em mua cũng đều sale 20% cho anh em nhé. Đấy, rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ 5, cũng là mẫu cuối cùng trong buổi review hôm nay. Rồi trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế là dây vỏ thì là màu trắng này, nhưng mà lại mặt diode là được kết hợp 3 màu 4 màu với nhau luôn này anh em này. Màu đỏ này, màu xanh lá cây này, màu xanh coban này, màu trắng này. Đấy, rồi là rất là nhiều màu khác nhau ở đây, nó phải 4, 5, 7 màu này, màu cam này. Đấy, này rất là nhiều màu, anh em là thích nó nổi bật thì mẫu đồng hồ này tôi nghĩ là anh em nên mua, không nên bỏ qua mẫu đồng hồ này, rất là đáng yêu luôn. Rồi mã của mẫu đồng hồ này. Đây, mã của em đó là G110MC-7ADR, giá là 4.442.000 và sale 20% cho anh em, thì giá nó còn khoảng hơn 3 triệu gì đó thôi anh em nhé. Quá rẻ cho một chiếc đồng hồ chính hãng tuyệt vời như thế này. Vâng, và còn chức năng của em nó thì rất nhiều chức năng khác nhau ở đây. Đây anh em này. Đấy, sốc reset này, magic reset gì đây. 200 mét nước này, đèn tự động này, rồi giờ quốc tế, giờ đếm xuôi, giờ đếm ngược, rất là nhiều chức năng ở đây. Rồi mặt đáy của em nó đây, đấy phần dây này, đấy, dây. Rồi đi kèm với sản phẩm anh em nhé. Vâng, đây là một chiếc hộp chính hãng đi kèm với sản phẩm. Đấy, đây có những cái mã, ví dụ mã đây, mã của hộp thì bao giờ cũng trùng với mã của sản phẩm luôn. Đấy, trong thì bao giờ cũng có một chiếc hộp thiếc. Đây, đây là một chiếc hộp thiếc của em nó này, vân cát rất là đẹp. Đó. Rồi tôi cũng giới thiệu với anh em luôn thì The Watch chúng tôi là đại lý của Casio luôn. Thì đây, đây là một chiếc bằng chứng nhận, đây là một chiếc bằng chứng nhận của anh Watch cấp cho The Watch chúng tôi, thì cũng có thể cho anh em xem qua luôn. Đây, đây bằng chứng nhận luôn. Đấy, có địa chỉ đầy đủ như thế này, có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Xuân Dũng này. Đó, đầy đủ luôn cho anh em. Đấy, The Watch chúng tôi chỉ bán hàng chính hãng thôi cho nên nó đầy đủ các giấy tờ. Đấy, anh em mua ở tại The Watch chúng tôi thì anh em hoàn toàn yên tâm nhé, không phải lo lắng gì về hàng nhái hàng giả. Anh em ở đây là hàng nhái hàng giả chúng tôi đền gấp 10 lần cho anh em luôn. Đấy, cam kết với anh em về điều đó nhé. Rồi 5 mẫu đồng hồ này thì hiện tại đang được bán tại hệ thống đồ The Watch chúng tôi. Đây, có địa chỉ chính xác lại tầng G trung tâm thương mại The Garden này, đường Mỹ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội này, tầng hầm BigC Savico này, số 7 số 9 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Và có website, ví dụ chẳng hạn như là 5 mẫu đồng hồ này anh em không ưng thì anh em có thể lên website của chúng tôi để xem những mẫu đồng hồ khác tại website. Rồi và có số hotline để anh em có thể đặt hàng trực tiếp nhá. Anh em có thể đặt hàng trực tiếp qua số điện thoại hotline của chúng tôi ở đây. Đấy, anh em ưng phát là anh em mà em chốt mẫu này, em chốt mẫu kia là lên đường luôn anh em nhé. Rồi trên 5 mẫu đồng hồ này thì anh em xem là ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu nhá. Vâng, anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ The Watch của chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, còn bây giờ thì tôi xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.